Nhà thì bao nhiêu làm việc mà topic thì vẫn phải học. Không những thế lại còn phải học thật kỹ, thật chuyên sâu, trong khi đó chỉ có mỗi duy nhất một tờ đề. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, khóa luyện thi topic cấp 3-4 với bài giảng bằng tiếng Việt dành cho người Việt. Với mong muốn giúp đỡ các bạn học tiếng Hàn có mục tiêu đạt chứng chỉ topic trình độ trung cấp, Trung tâm Tiếng Hàn Top cho ra mắt khóa học tiếng Hàn luyện thi topic 3-4 qua video. Khóa học với 3 phần, tương ứng với 3 kỹ năng nghe, đọc, viết cùng những video bài giảng chi tiết và chuyên sâu sẽ giúp các bạn từng bước lật mở những vướng mắc trong đề thi topic. Chưa từng chi tiết, chưa từng cô đọng hơn thế. Với những ví dụ trực quan, giải thích ngữ pháp cũng như từ vựng cặn kẽ và đặc biệt là những tip cực hay giúp các bạn giải đề topic một cách nhanh chóng. Trong khóa học này, chúng tôi cung cấp lượng từ vựng khổng lồ cùng rất nhiều kiến thức liên quan đến tiếng Hàn, hoàn toàn giúp các bạn tự tin đạt chứng chỉ topic cấp 3-4 sau khi hoàn thành khóa học. Thậm chí, nếu như chăm chỉ thì kết quả của bạn sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Nhanh tay đăng ký khóa học để nhận được nhiều ưu đãi cực khủng từ Trung tâm Tiếng Hàn Shop. Chẳng ở đến lớp, vẫn thành cao thủ!